Kính chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp về các phần tử trong HTML. Cụ thể là hôm nay chúng ta sẽ nói về list, danh sách trong HTML. Chúng ta bật thêm một cái nộp page. Bài học của chúng ta hôm nay là nói về HTML list. HTML này có hai loại về danh sách, là một là danh sách có thứ tự và không thứ tự. Unordered list là danh sách không theo thứ tự. Cái này là mặc định nha, mặc định. Order list là danh sách được cấp theo thứ tự. Và thế nào là danh sách không thứ tự và danh sách có thứ tự? Chúng ta sẽ làm ví dụ minh họa như sau. Các bạn mở một cái nộp tay mới, đoạn code vô, đoạn code như sau.
Thì ví dụ minh họa về danh sách không được cấp phép nè, và cái này là không được cấp phép, được cấp phép và bây giờ chúng ta thử lưu lại nha. Đây, lưu lại những rồi chúng ta chạy thử nha. Đó. Chúng ta ra như này, danh sách không được sắp xếp thì nó hình cái dấu tròn tròn như vậy, còn danh sách được sắp xếp là theo thứ tự số cặp chữ đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vậy đó, còn code là control u ra code này y chang cái mã mình viết không đó, dù đề trên là đề demo y chang đúng không? Giờ qua này thì cái danh sách order list này á, cái hàng này thì được, cái hàng này thì được cái công danh sách, danh sách mà không được sắp xếp này tạo nó thì chúng ta phải dùng cái thẻ là UNL, cặp thẻ UNL để đóng, để mở và đóng UNL đó. Các bạn nhớ gì đó, cứ danh sách không được sắp xếp thì sẽ dùng thẻ UNL để tạo. Dùng cặp thẻ nè, ôi là để tạo nè. Mỗi cái một cái item
tức là một cái danh sách con đó. Đây là danh sách con này, copy là danh sách con này. Thì để tạo danh sách con thì chúng ta dùng phần tử ly, cặp phần tử ly để tạo. Thì mỗi nè item sẽ được bắt đầu với thẻ thì cái danh sách không sắp xếp này nó có ba, có vài cách hiển thị như sau, có các kiểu hiển thị như sau. Bao gồm kiểu kiểu đít, kiểu này là dùng để xếp list item đó. Kiểu đích là thiết lập cái danh sách con được sắp hiển thị theo định dạng là bullet, đó là mặc định đó. Khi mình sao ra cái trang web nè đó, cái kiểu tròn tròn này nè là kiểu mặc định, nó bullet đó là kiểu mặc định là kiểu mặc định. Kiểu thứ hai là kiểu cycle, có mấy kiểu như sao. Kiểu non là tức là không có sắp xếp gì hết trơn á, mà chúng ta sẽ biểu diễn nó như sao, sẽ thị phạm nó như thế như sao. Các bạn tập gõ đi ha, tại vì các bạn copy qua để cho nó lẹ thì mình mới học, cho nên mình phải tập gõ cho quen cái cách thiết kế code.
Thì để định dạng cái đó thì sẽ dùng cái thuộc tính là style. Thì style này tôi đã hướng dẫn các bạn trong cái video về các thuộc tính style của trong HTML. Các bạn hãy coi lại cái video đó ha, để hiểu hơn về style là gì. Trong cái danh sách không sắp xếp này để định dạng kiểu style theo kiểu psycho thì ta dùng thuộc tính như sau là list style style style. Cái này mình để là style thì là sẽ là đó. Chúng ta lưu lại thử này. À, chúng ta chạy cái mã HTML. À, hai kiểu tròn. Xe cô vòng tròn. Này hình vuông này, nó là vuông vuông một tí. Còn giờ chúng ta thì phạm cái cục kiểu thứ hai. H3 là gì thì các bạn coi lại từ phần đầu H1, H2, H3 là gì, các bạn coi lại cái video phần giới thiệu tổng quát về HTML nha. Các bạn cứ gõ trước đi, các bạn xem thuộc tính sao. Tắt gõ đi các bạn nha. Gõ để mình nhớ cái cách thức viết code. Rồi ta mình áp thuộc tính. Mình gọi tính là về. Xong rồi chúng ta share nó lại. Revert lại cái trang này. Đó. Ngâu du. Về là ngâu du. Còn này nó hơi tròn tròn chút. Còn kiểu non không? B là xuống hàng, xuống một dòng.
hết rồi đó, thì nó không có dấu gì đó. Vì trong thiết kế trang HTML thì thông thường cái danh sách theo kiểu này nè, theo kiểu list này là hay thường dùng nhất đó. Rồi con mới hiển thị cái dấu này hay thường sử dụng nhất, hay kiểu này, kiểu non là bỏ mấy cái dấu này đi đó. Cụ thể như các bạn trang bất kỳ trang nào cũng vậy á, đa phần hiển thị theo kiểu list hết trơn á, là mấy cái này là đường link này nè, này thì theo kiểu list nè, cái này là tại mình cài, tôi cài cái chặn quảng cáo cho nên mấy cái này nó bị trắng, cái này là quảng cáo á. Thì cái này có cái trang này thiết kế ba cột nè, cột một gồm từ đây tới đây nè, nguyên khung này, cột hai nguyên này, cột ba nguyên này đó. Thì mỗi cái này nguyên khung này nè, từ đây xuống tới đây luôn, là ba cái này với cái này nè, là chung một cái cột. Cái này gọi là list nè đó, dùng cái list này nè, dùng cái kiểu UL này để mình làm cái này ra nè. Nhưng mình bỏ mấy cái dấu âu vuông kia đi đó, tất cả đều vậy. Cái này cũng vậy, cũng kiểu list luôn đó, bỏ cái dấu trước đi đó. Đó, mấy này cũng vậy, ở dưới là cũng ba cột nè đó. Mấy cái này cũng là list luôn, hay kiểu list luôn đó. Cứ một list nè, list item nè đó, được điều kiểu list hết trơn á đó. Còn này đó, này hiển thị cái dấu chấm là mặc định nè, dấu tròn nè đó, dấu tròn ở đây là mặc định nè, đó là dấu tròn đó, để dấu tròn nè, mặc định đó. Đó, để dấu tròn là mặc định đó, kiểu list đó. Cái này cũng kiểu list luôn nè, nhưng mà mình thêm cái hình vô, cái hình chèn cái hình vô cái đường link này, cái hình giống mũi tên nè đó. Cái này mình có thể thay đổi cái dấu tròn này nè, mình có thể thay bằng mấy cái hình vô, chèn hình vô cái link. Cái này cái link nè, mình chèn hình vô cái link thì trong mấy bài ví dụ trước tôi cũng đã hướng dẫn các bạn cách chèn hình vô cái đường link này đó, các bạn xem lại ha. Đó là này, khi mà làm ví dụ về một cái ứng dụng cụ thể thì tôi sẽ tùy phạm cho các bạn luôn cái này, về cái này. Còn giờ các bạn chỉ biết tổng quát sơ đại khái là thiết kế trang nó như vậy. Tại thường sử dụng cái list này rất là nhiều, cái kiểu list này rất là nhiều á, rất là thông dụng. Rồi giờ chúng ta sang cái order list, sắp xếp theo có thứ tự. Thì cái này thì dùng cặp pe là cặp nè, cặp thẻ on là phần thử element này, phần thử để tạo nè.
và mỗi cái list item này cũng bắt đầu bằng chữ ly luôn. Đi trang item thì bắt đầu bằng các thẻ li, thẻ phần tử li. Mà nó cũng có định dạng kiểu giống tài của order list nè. Bao gồm number là kiểu số, cái này là kiểu số. À, item mà thế đấy. Cái này là default là mặc định ha. Thì uppercase này cây này à. Ok.
kiểu dáng của danh sách sách theo thứ tự thì bao gồm nè kiểu số đánh số 1, 2, 3, 4 là mặc định nè, kiểu chữ cái in hoa nè, chữ cái chữ thường nè, chữ tự thường, còn để in nghiêng lớn, in nghiêng nhỏ. Chúng ta giờ demo mấy cái kiểu đó nhé. Giờ tiếp tục cái này. Sai bằng 1. Xuống hàng, cách bút hàng, bút đoạn dòng 3. Xuống hàng, cách một hàng,
bạn cố gắng gõ đi ha. Mình tập gõ để quên cái code. Biết code. Xuống này một dòng mới, tạo một dòng mới này. Dùng cái này mấy cái thẻ P hoặc là H3 này ý nghĩa như thế nào thì xin mời các bạn xem lại cái video đầu tiên giới thiệu về HTML ha, để hiểu rõ hơn mấy cái thẻ này sử dụng như thế nào, ý nghĩa của nó như thế nào. Rồi xong, giờ chúng ta share lại, bấm Ctrl S hoặc là bấm này share. Đó, nè coi cái phía bên dưới nè. Đó, cái biểu số nè. Mặc định nè. Covid nè. Đây kiểu A, B, C nè. Y mấy chữ kiếm kiếm La Mã, chữ kiểu La Mã đó, y nhỏ rồi. Còn muốn xem code nè, bấm view chuột, bấm phải chuột chọn view bay. Thế ra y chang cái của mình, cái code của mình y chang mình này không? Đã có nè, y chang không? Y chang luôn.
Rồi, thế là chúng ta đã trình bày xong về cái phần tử thẻ đích nhé. Cho các bạn xem lại toàn bộ mã trang đó. Đó. Giờ chúng ta sẽ qua nói về cái phần thử mới trong HTML. Bây giờ chúng ta sẽ học về cái bài học này về HTML log. Về HTML log là cái gì? Thì HTML log tức là nghĩa là mỗi cái phần tử trong HTML, là các thẻ đó, các thẻ trong HTML này. B, B, A. Những cái phần tử tạo nên một cái trang HTML ấy, các phần tử muốn thẻ này nè đều hiển thị dưới một cái giá trị mặc định của nó, thuộc vào cái kiểu biến kiểu của phần tử. Giá trị của nó đó, mỗi một cái thẻ này nó có một cái giá trị hiển thị riêng mà nó chỉ có ở hai trạng thái, một là chung dòng tiếng Anh là inline hoặc là log. Giá trị của thẻ, của mỗi cái thẻ này nè thì nó là thuộc kiểu là inline hoặc là kiểu log. Inline là chung dòng, log là nguyên một khối. Đó như này. Đây là định nghĩa thế nào mà có log HTML này. Mỗi phần tử HTML đều có một cái giá trị hiển thị phụ thuộc vào kiểu của phần tử của nó. Thì mặc định kiểu hiển thị đó hầu hết các phần tử là log, là khối, diễn ra tiếng Việt là khối, là một khối hay là một dòng, chung cho một dòng. Thì thế nào là một log và thế nào là inline, chúng ta sẽ nói tiếp sau đây. Thì trong HTML nó chia làm hai loại thứ nhất đó là log level element. Thì cái cấp độ này, mức độ này là dùng cho các thẻ viết, các thẻ H1 tới H6 đó.
Đây là in đậm là từ H1 tới H6. Cái này thì tôi đã nói về ở phần đầu của giới thiệu về tổng quan HTML rồi. Đó. B nè. Phương. Đó. Phương thì mình chưa nói, mình sẽ đề cập sau này. Đó thì cái thẻ H1, H2, H6 cho tới H2B này. Đây là những cái thẻ này là mức độ là dạng khối. Đó, mà định nghĩa của nó, định nghĩa một cái lốc, định nghĩa một cái lốc element là như sau. Thì định nghĩa đó là on cái lốc này thì luôn luôn bắt đầu nhiều line, nhiều định nghĩa cái lốc element này nghĩa là nó chiếc cái dòng này, nguyên cái dòng này có nghĩa là nó sẽ chiếm trọn hết giá trị theo cả về chiều rộng bên trái và bên phải, nghĩa là full hết nguyên cái màn hình luôn. Đó, như tạo một cái thẻ, ví dụ tạo thẻ đi, thẻ B đi, thì chiều dài của thẻ B rất là sẽ lốc của nó là nguyên có một cái dòng đó luôn. Giờ chúng ta thị phạm cho cái này sẽ dễ hiểu, nói thì cũng hơi khó. Giờ chúng ta làm ví dụ để hiểu thêm về cái lốc element. Các bạn mở cái trang mới, gõ code vô. Demo ví dụ về HTML lock. Giờ ta tạo một cái đoạn văn nằm trong thẻ B. Cái thẻ B này mình sẽ định dạng nó cái định dạng này như thế nào thì các bạn coi lại trong cái phần mình tôi đã nói về định dạng các phần tử trong HTML ha. Cái này mình cho màu nền nè.
Màu này là màu màu xanh đi, còn màu tét nè, màu tét, màu trắng, khoảng cách là ba đi này 20 thì ba đi là cái gì thì sắp tôi sẽ nói sao ha. Ba đi là khoảng trắng, khoảng trắng giữa cái đoạn test, đoạn test ở trong của đoạn test và cái đường viền bên ngoài là đoạn test nè, đó hình test mình ghi là nguyên cái đoạn này nè, đó qua đi là khoảng cách giữa, khoảng trắng giữa cái đoạn test này với cái đường viền bên xung quanh. Thì cái này tôi sẽ nói thêm, vậy này nó liên quan đến CSS. Phần xa tôi sẽ nói, còn giờ các bạn hiểu về cái giá trị lock là gì cái nào, giờ gõ cái gì lại đi, cho cái gì lại rồi các bạn share nó lại. Thì nãy mình lấy cái bài cũ cho nên giờ mình phải CVS. Còn nếu mình share là nó đè, chép đè lên cái file cũ rồi lại CVS. Các bạn mở nó ra. Đó, thì các bạn thấy không? Lock là sao? Lock là nguyên một cái này luôn, thấy không? Tạo một cái này HP chiếm trọn hết chiều dài và chiều rộng bên trái và bên phải luôn, toàn bộ nguyên cái trang luôn, kích thước của cái trang luôn đó, nguyên đóng này. Còn có đường viền á, đường viền cái đường bao xung quanh này nè, đó cái đường bao xung quanh cái màu xanh này là cái đường viền này, mà mình chưa có định nghĩa đó, sau này mình sẽ học sẽ biết đó. Còn khoảng trắng, khoảng cách giữa cái đoạn test này nè, đó cái đoạn test này là với cái đường viền nè, đường viền này nè, khoảng cách từ đây tới đây nè là 20 pixel đó. Thì các bạn hiểu rồi ha. Thôi mấy B hay là deep hay là gì đó cũng tương tự, cứ mỗi cái là nó chiếm trọn hết nguyên một cái gì đó lock. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái phần thứ hai, đó là inline. Thì cái inline này nó khác cái lock ở chỗ là nó chỉ lấy chiều rộng thiệt vừa đủ thôi, vừa đủ cái đoạn test thôi, chứ không có lấy toàn bộ cả full cả led và ra luôn. Nó chỉ lấy vừa khoảng cách vừa đủ với cái động tác của mình thôi.
Ngày thì bắt đầu đầu dòng mới mới chiều rộng khi vừa đủ khi cần thiết nè. Mà cái thằng này tượng trưng sẽ cho nó là cái thẻ tan thẻ a là đường link đó, tạo đường link đó. Rồi thẻ email. Đó, ba cái loại thẻ này là thẻ chung inline. Lấy vừa đủ cái kích thước vừa đủ thôi. Còn cái thẻ pen này gì? Mình sẵn tiện cũng nói luôn. Thẻ pen dùng để chứa một vài cái đoạn test thôi, vừa đủ thôi, đó, không có dư. Và lưu ý chỗ là khi chúng ta muốn gom nhóm lại các thẻ email thì thông thường ấy, hay sử dụng như thẻ deep nè, thẻ deep để gom nhóm các thẻ nó lại. Deep này là theo kiểu lock, còn pan này theo kiểu inline. Đó thì chọn trong hai cái. Bây giờ làm ví dụ về cái inline này. Là mình làm y chang vậy luôn. Nhưng mà bây giờ mình cho nó là pen. Pen này cho cái gì đó. Mình thấp rõ ha. Màu xanh, màu chữ. Màu vàng.
khoảng cách giữa đường viền với cái chữ, cái đoạn test là 20 pixel. Mình lưu nó lại. Rồi qua trở lại cái trang này, mình refresh nó lại. Thấy không? Thì các bạn thấy không? Nó ngắn lại thấy không? Nó vừa đủ thôi. Đó, thì khoảng cách banding này khoảng cách giữa cái đường viền với đoạn test thì bên trái bên phải là bằng nhau nè, bốn cái đều bằng nhau hết. Khoảng cách từ bên trái bên phải trên dưới đều là 20 pixel hết. À, thế nào là cái này lock nè, lock mà chiếm chọn hết nguyên cái trang. Còn pan thì inline thì chỉ là thôi. Này đi inline là này mới đúng. Vậy là ta hiểu xong về cái lock. HTML lock là gì rồi ha. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thực hành thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì nhấn like và đăng ký để nhận những cái video mới nhất về HTML. Thân ái chào các bạn.